Ok, xin chào anh em nhé. Tiếp tục là một video về móng cốc. Đấy. Đây cô Luận cô ấy đang sửa cái phần cốc này là cốc thứ tư. Tính thì nó là thứ tư nhưng mà cốc này toàn cốc đôi anh em nhé. Đây đây là đôi này. Đây thì đã qua sửa tay rồi. Đó, thì vừa ở video trước thì mình sửa cái này đây. Đấy, mình sẽ đi từ góc cái trong cùng này ra, xong sau đó là ra ngoài cái đào này cái hố cuối cùng. Đây, cái này thì đã qua sửa tay thì những cái góc trong cùng này kìa thì người ta mới làm sửa bằng tay thì nó mới vuông được thế các bác nhá. Còn mình đào bằng tay thì nó đào bằng máy nó sẽ không vuông được đâu. Góc kia đấy, góc này mấy cái góc bên trong này là nó sẽ sửa bằng máy nó sẽ không vuông được. Còn cái chiều này thì mình làm được vuông. Chiều này thì mình làm ấy được. Cái cốc này cũng là cốc đôi anh em nhá. Thì đây có một trụ này, bên này có một trụ này. Nó sẽ lệch vào đây. Nó làm lệch cốc. Đây, cái chỗ này nữa. Cả những cái ấy lên xong, bây giờ mình sẽ lên để mình đào cái cốc ở phía bên ngoài này. Đấy, mình bấm được một tí cái miệng của nó rồi. Mình để cái camera ở đây nhé, cho nó nhìn từ trên cao xuống. Nãy mình vừa mới xúc được mấy ít đất kia rồi. Thì bây giờ cái hố này chỉ còn đào sâu xuống quãng độ khoảng độ 70 phân nữa thôi. Đất thì mình để sang bên sườn này. Cái chỗ này là đến đất cũ rồi nhưng mà vẫn chưa đạt đến cái độ sâu mà mình gọi là cần để mình làm sao cho nó hợp lý để sau này các cái dầm rồi thì là cái đế cái cốc nó sẽ ấy ra, nó sẽ làm cho nó cân đối được. Cái này thì lúc nãy mình gạt sẵn rồi, bây giờ mình chỉ củ xuống thôi. Hát bờ rào này thì mình sẽ làm nó nhẹ nhàng thôi để tránh tình trạng là nó sẽ bị quệt, nó tì vào bờ rào này, nó sẽ bị lở mất cái bờ rào. Lúc đạt độ sâu thì bắt đầu mình mới tỉa tiếp. Là tỉa cái mép bên này nhá. Anh em tỉa ở cái góc đối diện với góc trong lòng của mình ấy. Thì là mình sẽ làm đến đâu mình sẽ tỉa được luôn cái đằng trước này, mình làm đến đâu mình tỉa luôn được đến đó. Còn cái ở trong lòng này thì phải chờ hót hót bớt đất đi coi nhá, nó phải ván đất đi thì mới được. Đã chỉnh cái cần kỹ thuật sang. Mình phải chỉnh hết cái cần kỹ thuật thì mình mới tỉa nó vuông được, vuông góc nhé. Giờ nó nóng quá mình phải bật cái quạt đằng sau để cho nó mát.
hàng trước nó đã ok rồi. Thế là chỉ sửa mép đấy và mép trong nữa thôi. Chuyển sang cái mũ lá. À, bây giờ đến cái đoạn mép này nhé. Alo. Đó. Chưa. Lần nữa mình có một công trình nữa mà liên quan đến hai máy phải làm, cho nên em Hạnh em mới điện cho mình để kết hợp để đi làm cùng. Tức là hai máy làm một chỗ ấy. Mà phải là một lát nữa, khi mà mình đào xong ở đây thì mình máy thì mình mới đi, mình mới báo được. Chứ còn làm những cái công việc này nó yêu cầu nó rất là nhiều các cái lúc nào có phải gần như phải xong hẳn đi thì mới báo được. Cái móng này mình cứ phải làm gần như là xong hẳn đi. Nếu mà anh em làm mà không vét ở cái ngoài cái trước nhé, à không vét ở ngoài trước thì mình không đủng được cái góc trong đâu. Bởi vì là khi mà nó có nhiều đất thì mình không đủng được. Trong này nó khá là nhiều đất. Góc bên này thì sửa nhanh gầu thì nó vào được đến tận góc thôi, nhưng mà mình sẽ sửa để cái đoạn sau cùng. Thank you.
bác trong này đang với con. Cái con lợn cô ấy vẫn đang xi nhan vào đây. Mà nếu mà nó kịch quá là mình sẽ không hót được. Còn lại bao nhiêu sẽ phải để xỉa tay thôi. Ngày ấy xong là san ra rất là vừa. Ok coi nhá. Để cô lợn cô ấy xuống, cô ấy sửa móng nốt. À, cái này thì mình sẽ chỉnh cái phần đất này cho hết sang cái vế bên tay trái và tay phải của mình đấy, để một lối lại để cho các bác ấy đi xe máy vào cái nhà ở phía bên trong này. Múc vào chỗ này để làm đường đi để cho các bác xây đủ vật liệu đi qua đây nữa. Cái chỗ đó sau này đường xe rùa đi là đi qua đó đó các bác nhé. Dọn sạch hết cái đất bên này đi. Này là nó thoáng ra rồi anh em nhé. Đất nó vào hết cái góc này. Ok. Các bác ấy ngồi ở ngay sau máy của mình. Cái này là nó hơi mắc một chút, mình phải đánh máy cho nó vuông cái máy ra thì mình mới gạt được ở phần trong này. Gạt cái đất này gọn vào đây. Như vậy thì cái này nó cũng là hoàn thiện anh em nhé. Thank you.
cào cái này nhẹ 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 nhàng nhàng ra. Xong rồi còn bao nhiêu thì sẽ để hót bằng thủ công, bởi vì là cái gầu của mình không thể làm ấy hết được mà, không thể làm sạch hết được. Chú ơi, chú dắt cháu cái xe lên với. Mắc cái xe này mình không ngồi lên được. Thôi cái ở đây mình đi xuống mình quay cái hố cho anh em xem, cũng như là xin kết thúc cái video. Để đi làm trước nhé. Cái này lần nữa thì sẽ dọn bằng tay. Đây cô lợn cô ấy sẽ sửa cái góc kia. Đấy, cái góc đó thì mình sẽ không thể bấm vùng được, thì cái má gầu của mình nó bị lệch với lại là nó cũng không được đó. Đây như cái này thì là đã sửa xong rồi nhé, san nhé, gọt sạch hết rồi. Alo, tôi bảo lúc nào xong thì gọi nhưng mà cứ phải gọi trước là gì. Bây giờ xuống chuẩn bị xuống dần được rồi đấy. Gọi đâu mà cháu bảo lúc nào xong cháu khác gọi, làm gì phải cứ phải gọi liên tục thế. Rồi rồi cứ chờ đấy. Đấy thì là những cái này đã xong rồi các bác nhé. Tài khoản pin của mình còn 4%. Cái này thì coi như là đã ok rồi. Thôi thì mình sẽ kết thúc cái video đây, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Đó, ok, tôi chào mọi người nhé.